Bước số 9 là chúng ta có thể là đưa ra cái giá ưu đãi, giá khuyến mại. Đây là bước giá lần 2, đúng không? Đấy, bước 10 là chúng ta sẽ đưa ra những cái giới hạn ưu đãi, những cái điều kiện giới hạn hạn chế về mặt thời gian, cách thức nhận. Bởi vì sao lại như vậy? Bởi vì con người luôn bị thúc đẩy bởi những cái sự khó khăn, bởi những cái trong những cái điều kiện hạn chế. Ví dụ người ta sợ bị mua mất, người ta sợ bị là người cuối cùng, vân vân. Chứ nếu mà bây giờ các bạn cứ giảm giá vô thời hạn thì bao giờ nó mua? Giảm giá duy nhất trong một tuần hôm nay hay giảm giá duy nhất trong tháng này, áp dụng với 100 người đầu tiên hay áp dụng với 30 người đầu tiên, tùy chúng ta đặt đấy gọi là gì, đưa ra các điều kiện giới hạn. Ai đến sớm trước 9 giờ được cộng thêm bao nhiêu phần trăm, thế này thế kia, đúng không? Mình đưa ra để mình thúc đẩy cái hành vi, thúc đẩy cái sự sợ hãi của họ. Đó. Bước số 11, bước số 11 là gì? Chúng ta phải loại trừ rủi ro cho khách hàng. Thế thì trong cái quá trình mua hàng thì bao giờ nó cũng có rủi ro. Khách hàng người ta lo sợ rất nhiều thứ. Ví dụ em mua khóa học của anh Phan Anh, em sợ em không hiểu, em không rành về máy tính, em chưa biết chạy quảng cáo. Đấy là những cái lo sợ. Hay là mua cái điện thoại thì sợ nó hỏng hóc thay thế, mua cái máy tính thì sợ nó đi bảo hành. Thế thì chúng ta phải đưa ra những cái cam kết để chúng ta loại trừ hết tất cả những cái rủi ro cho khách hàng. Ví dụ như là bạn không hiểu, tôi sẽ hướng dẫn cho bạn, bạn yên tâm đi, đúng không ạ? Bạn không biết dành máy tính, bạn yên tâm, cái này rất là dễ, thao tác không khó. Em không biết làm quảng cáo, chính vì không biết làm quảng cáo nên bạn mới phải học. Bán hàng rất là dễ, rất là các bạn cứ làm theo tôi từng bước là bạn sẽ làm tốt. Đó, thế rồi thì bán sản phẩm đúng không ạ? Bạn có thể được đổi, được trả, được thay sai sai số, được sửa chữa miễn phí, được bảo hành, được giao hàng, vân vân vân. Tất cả những cái gì bạn hãy liệt kê ra cho tôi là rủi ro khách hàng, thì bạn bắt đầu xử lý những cái vấn đề đấy để khách hàng người ta cảm thấy không có rủi ro nữa, thì người ta sẽ yên tâm hơn để người ta mua hàng, đúng không? Bước số 12 là so sánh trước và sau khi sử dụng sản phẩm. Nếu như mà bạn bán sản phẩm hữu hình hoặc sản phẩm dịch vụ, đặc biệt là các sản phẩm hữu hình, thì so sánh trước khi sử dụng sản phẩm và sau khi sử dụng sản phẩm rất là tốt, thì khách hàng người ta sẽ tăng cái độ tin cậy, tăng cái độ thuyết phục. Thế thì trong quảng cáo của Facebook thì người ta cấm so sánh trước sau trong một bức ảnh. Nhưng mà không có nghĩa là bạn không thể so sánh trước sau, đúng không? Ví dụ bạn chạy truy cập vào web thì bạn viết trên web: đây, trước đây tôi béo một tạ, nhưng bây giờ tôi uống cái thuốc này, hay tôi tập luyện, tôi ăn uống như này, bây giờ tôi chỉ còn có 55 cân, số đo vòng của tôi rất là đẹp, vân vân vân, đúng không ạ? Cuộc sống của tôi tự tin, hạnh phúc, sang một trang mới. Đấy gọi là so sánh trước sau. Trước khi sử dụng, sau khi sử dụng có cái gì chuyển biến, có gì khác biệt, có gì cảm nhận, mình hãy viết ra, mình hãy dùng hình ảnh hoặc dùng video mình mô tả ra. Ok. Bước số 13 là chúng ta sẽ đóng gói combo sản phẩm. Cái bước này thì tôi muốn đề cập đến cái ý tưởng là chúng ta gia tăng các giá trị đơn hàng. Tức là chúng ta sẽ muốn bán nhiều sản phẩm hơn cho một khách hàng để chúng ta giảm cái chi phí trên cái đơn hàng đi. Đó. Thế thì thí dụ như là mua một thì đã được giảm 50% rồi, nhưng mà mua hai sẽ được giảm 70% cả hai sản phẩm. Tôi lấy thí dụ như vậy. Hay mua một sản phẩm không giảm, mua hai sản phẩm thì giảm 70% sản phẩm thứ hai. Như vậy tương ứng với hai sản phẩm là mỗi sản phẩm giảm 35%. Đấy. Hay là mua combo 3 món, 4 món, 5 món. Thí dụ như quần áo, lót, hay là thí dụ như là đồ ăn, thức uống, người ta hay sử dụng phương pháp combo. Thì mình cũng đưa phương pháp này vào để mình tăng sản lượng bán lên, đúng không ạ? Bước số 14 là chúng ta sẽ nói về các trải nghiệm của người dùng. Các cái trải nghiệm này có thể là của các ngôi sao, những người nổi tiếng, những người có uy tín, họ nói về, giống như là khách hàng nói về chúng tôi ấy, người càng nổi tiếng càng tốt. Thí dụ như là sao hạng A, showbiz Hollywood, vân vân, người ta nói thì cái người mua người ta rất là dễ tin, đúng không ạ? Đấy, thế thì hoặc là những khách hàng đơn thuần, mà khách hàng thì càng minh bạch, càng thông tin rõ càng tốt. Chị Nguyễn Thị A, anh Nguyễn Văn B là cơ sở này, công ty kia, có số điện thoại, địa chỉ đầy đủ thì người ta sẽ rất là tin cậy, đúng không ạ? Thậm chí là đưa cả những cái lời cảm ơn lên trên đấy, mặc dù bây giờ những cái lời cảm ơn chụp trên Facebook là đều là
cũng rất là nhiều những cái lời cảm ơn xảo trá, tức là tự nhắn tin cho nhau, dùng nick này nhắn tin nick kia che. Nhưng nếu mà đấy là sự thật, ví dụ như là cái feedback của khách hàng trên giấy, cái cuộc gọi, cái ghi âm vân vân, thậm chí là những cái video ghi hình của khách hàng rất là tuyệt vời, đúng không ạ? Bước số 15 là chúng ta để đưa ra cái mức giá đặc biệt để bán ngay. Nếu như bây giờ mình mua, đằng nào cũng phải mua mà, mua ngay bây giờ giá chỉ là từng đây thôi. Đấy, và giá này là giá cuối cùng, không còn rẻ hơn đâu, tôi khẳng định với các bạn. Các bạn mua ngay đi, kẻo lỡ, đúng không? Thì cái mua ngay đi kẻo lỡ, tất cả những thứ đấy, lời kêu gọi, nút hành động, đấy đấy nó thuộc về bước số 16, là call to action. Call là kêu gọi, action là hành động. Hành động ở đây có thể là hành động cho hàng vào giỏ, mua hàng, gọi điện, để lại form thông tin, vân vân, bất kỳ một cái chuyển đổi nào mà có ích cho việc bán hàng. Thế thì tôi vừa trình bày với các anh chị và các bạn 16 cái bước bán hàng cho một cái quy trình chuẩn. Thì tôi xin phép nói lại cả 16 bước và không giải thích thêm. Bước thứ nhất là đưa ra vấn đề của khách hàng. Bước thứ hai là giải quyết vấn đề của khách hàng, đưa ra giải pháp. Bước số 3 là đưa ra cái sản phẩm của chúng ta, viết mô tả chi tiết, đúng không ạ? Bước số 4 là các lợi ích trước mắt mà khách hàng sẽ nhận được. Bước số 5 là các lợi ích lâu dài mà khách hàng sẽ nhận được, đúng không ạ? Bước số 6 là tặng quà, các chương trình khuyến mại cho khách hàng. Bước số 7 là nói đến giá niêm yết, giá hiện tại. Bước số 8 là dùng phương pháp so sánh, nói cho khách hàng biết tại sao mình ngon, bổ, rẻ, tốt, và có phân tích ma trận đàng hoàng cho người ta biết. Bước số 9 chính là giá ưu đãi, bước giá lần 2, giá khuyến mại 20, 30, 50% gì đó. Bước số 10 là các điều kiện hạn chế để nhận được ưu đãi. Bước số 11 là chúng ta loại trừ rủi ro cho quá trình mua của khách hàng. Bước số 12 là so sánh trước và sau khi sử dụng sản phẩm và dịch vụ của chúng ta. Bước số 13 là chúng ta tạo ra các cái sản phẩm combo để bán, tăng sản lượng bán trên mỗi một đơn hàng. Bước số 14 là nói về trải nghiệm của khách hàng, trải nghiệm của người dùng. Bước số 15 là mức giá chốt sale đặc biệt, bán luôn. Và bước số 16 là lời kêu gọi. Và như tôi đã nói, trong 16 bước như vậy không có nghĩa là chúng ta sẽ phải áp dụng hết. Chúng ta có thể áp dụng 3 bước, 5 bước, 10 bước tùy vào cái mức độ áp dụng của chúng ta. Chúng ta có thể viết cái mẫu quảng cáo này trên website, trên YouTube, trên fanpage đều được. Có một số người cho rằng là nếu mà viết tất cả những cái như thế này thì nó sẽ rất là dài. Nhưng mà tôi xin thưa với các anh chị rằng là nếu các anh chị không viết landing page chi tiết như thế thì một người mua hàng, người ta muốn mua hàng, người ta có trông chờ vào những thông tin sơ sài không? Tôi nghĩ là không. Người ta trông chờ vào những thông tin rất chi tiết, rất cụ thể, rất tỉ mỉ như vậy. Tôi sẽ nói thí dụ như tôi mua một cái thuốc mà trước đây, đây là sự thật, trước đây tôi bị viêm họng rất là nhiều. Bởi vì tôi bệnh nghề nghiệp mà tôi là giảng viên đại học. Tôi cũng đi giảng dạy cho doanh nghiệp, rồi làm video, rồi đi đào tạo rất là nhiều như này. Tôi luôn bị đau họng. Thế thì tôi lên mạng tôi mới tìm. Có một cái ông thầy lang, ông bán một cái bài thuốc, tôi nhớ là hồi đấy rất là lâu rồi, 5-6 năm trước rồi, là đã bán là hơn 2 triệu một cái bài thuốc như vậy. Thế nhưng mà sau khi mà tôi đọc xong cái landing page, cái blog của ông ấy, chắc đó là ai con cháu lập ra cho, viết rất là quê mùa, hình ảnh rất là xấu, thông tin thì rất là đa dạng, rất là đầy đủ. Và sau khi tôi đọc xong thì tôi quyết định mua ngay lập tức. Bởi vì cái cách mà người ta thể hiện, người ta muốn cho khách hàng biết rằng là tôi có một cái bài thuốc rất tốt, tôi rất là tử tế, tôi rất là xác thực, tôi rất là uy tín. Tôi vẫn nhớ cái lần đó là ông ấy còn chụp cái hình cái nhà của ông đăng lên, ông còn chụp cái hình ông đang đi hái thuốc. Rồi ông ấy còn chụp cả cái bưu điện, cái địa chỉ, bưu điện nhận hàng, rồi chụp cả những cái cước điện thoại để chứng minh rằng là nhà ông ấy như thế này, ở cái địa chỉ này, cái số điện thoại cố định đang dùng như vậy. Tức là ông ấy dùng mọi cái tư duy rất thông thường của một người lớn tuổi là muốn bán cái sản phẩm đấy cho khách hàng, bởi vì ông ta có cái bài thuốc tốt. Đấy. Thế thì tôi mới thấy rằng là đúng là sau khi mình đọc xong, mình tìm hiểu hết tất cả những câu hỏi, thuốc này tại sao làm đắt, tại sao làm khó, làm như thế nào, bao lâu mới làm, uống trong bao lâu, ông ấy hướng dẫn rất chi tiết. Tôi đọc xong tự động tôi gọi điện và tự động tôi chuyển tiền, không phải hỏi thêm một câu gì nữa. Thì đấy là cái cách mà tôi muốn là mọi người suy nghĩ về điều đó. Và đặc biệt là rất tốt cho việc chốt sale,
ở trên website, trên landing page hoặc là trên fanpage. Tất nhiên trên fanpage các bạn có thể thấy là chạy hơi bị dài. Thế nhưng mà dài hay ngắn là do bạn quyết định, và bạn có thể lựa chọn bớt các bước đi và hãy viết theo lối là gạch đầu dòng, lập luận các ý rõ ràng, mạch lạc, dễ hiểu, hay, thú vị, kèm theo hình ảnh, video, minh họa, càng thật càng tốt nha, càng tăng độ tin cậy lên càng tốt, được chưa ạ? Vâng, vừa rồi thì tôi hướng dẫn cho các anh chị và các bạn cái quy trình 16 bước bán hàng, thì cũng là một cái quy trình rất là hữu ích, mong là các bạn có thể tạo ra được những cái mẫu quảng cáo, những cái nội dung quảng cáo, hoặc là những cái mẫu landing page, hoặc là những cái nội dung trên website để tăng được cái tỷ lệ bán hàng lên cho mình, tăng được cái tỷ lệ chốt sale thành công lên. Và nếu các bạn có bất kỳ câu hỏi nào, có bất kỳ cái trao đổi nào, hoặc là cái mong muốn hợp tác cùng với tôi trong việc kiếm tiền, việc bán hàng, việc đào tạo, việc tư vấn, thì hãy liên hệ trực tiếp với tôi là giảng viên Nguyễn Phan Anh. Tôi là giảng viên đại học, giảng dạy từ năm 2018 tới nay tại một trường đại học lớn ở Hà Nội. Và bây giờ thì tôi vẫn đang là giảng viên đại học, được chưa ạ? Tại địa chỉ email phananhonline@gmail, facebook.com/phananhonline, số điện thoại 0989 623 888. Xin được cảm ơn và xin chúc các anh chị thành công. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị trong bài tiếp theo.